Ê, tiếp cái cảnh chia sẻ cây mộc ta chuẩn nhá. Ta vàng nhá. Em ơi cho anh mượn cái thước cái. Anh mượn. Đây, ở xe kìa. Đấy, cây mộc thì cứ phải đo anh gốc con chiếc thì mộc chuẩn nhá, đang nhiều hoa lắm nhá. Đấy, cây này cao 4m2, tán rộng gần 3 mét, tán này, căng là 3 mét. Lên mạng nó đẹp đấy nhá em ạ. Em này em cầm đây. Đấy. Cây của ông quảng cáo từ lúc đấy rồi đấy. Em cứ cầm này cho anh để anh đo. À. Cầm này, em cầm sát gốc này anh. Phát 30 nhá. Đây phát 30 này. Đấy là anh đo với anh gốc này. Em xoay ở chỗ này. Vâng đây ạ. Vừa xoay nhìn thấy sẽ gần nữa mà. Đấy. 40 nhá. Đo chỗ này này. 8 rồi. Hôm qua là hôm nọ là ấy là nó tự nhiên nó không vào đấy, để tí phải kiểm tra lại ấy, kiểu nó đầy quá ấy. Dạ. Qua xóa mất cả lý rồi nhá. Cái này thuê đào cái này là và vừa đào vừa trở ra ngoài kia mất 1 triệu nữa. Dạ. Ừ, đấy nó cờ vừa công đào vừa công sở. Cây này rất già rồi nhá. Vâng, ông lấy cái ảnh nào cũng được. Mà hôm nay ông ơi, hôm nay ông cắt luôn đi. Ông còn thích lấy cái ảnh nào nữa cũng được. Không. Trời ơi. Anh qua cây, anh ở nhà anh bán cây giống nhiều lắm. Ừ, cây giống nó to đẹp có 100.000 đấy mà. Bác nói thế hôm nay em ra mua cây để nhà em cây nó có nên rồi. Bác lại cứ ôi. Cây này chết nó lâu ấy, đúng ra là không cần chi, nhưng cây này chết nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà tự nhiên giờ mà chết cái cành này có phải nó phí không? Không, cây nó, cây giống nó rẻ chẳng qua là em biết tại sao là nó lâu lắm. Vâng. Nó lâu lớn. Thì bác bảo cái giống này lâu. Giống mộc nó lâu lớn thì nó mới có giá trị chứ nó mà lớn như cây chuối thì có mà hoa nhiều quá nhỉ. Trời rét này là vắng mưa, các chị ở ngoài đường cứ chuẩn rồi, cứ rét này. Thơm thế rồi, nhưng mà em ở trong nhà. Thật ra quý là quý cái giống mộc chuẩn không ạ? Thơm đấy, đấy, đấy. Bác bảo đến các bác đi qua đề kiểu sĩ quan ấy. Ở bên đấy bên kia bác đi qua đề, bác cứ thấy là bác lại vào bác xem. Ôi giời, anh mà gần thì suốt ngày anh sang uống nước với ông chị ông. Ngắm cái mộc này. Nó xa đấy, lại nhá. Tán bóng tán đẹp chưa? Tán không phải nghĩ dăm dày tán rồi, không phải nghĩ rồi. Đấy. Quá là đẹp. Thôi, vào bao nhiêu lần vất vả ông cũng bán để lại cho cái mộc được rồi. Đấy, cái này cháu về cháu làm cái chậu đẹp cho nó chậu. Đây, dăm dày thế. Ấy, anh nào thích mộc này mộc chuẩn ta luôn nha. 23 tháng 10 năm kia, tại phát thanh truyền hình của Lạng Sơn tôi về, quay hết. À, có quay nhà mình không ạ? Cả bưởi, cả cây. Và năm nay bưởi diễn hình như mất mùa không nhỉ? Năm nay ít quả lắm. Một anh ra giờ báo, còn hai... À nhá, tiếp cái cảnh chia sẻ một cái mộc quý nhá. Đấy, vào đây mười mấy lần ông mới nhượng cho đấy nhá, không phải mua cái mộc cũng phải dễ đâu. Bây giờ có cái mộc cháu sau đây cháu cũng làm nhà bên trong không ạ? Vâng, cháu ước ao được cái nhà như của ông này lắm này. Nhà cháu nhà mặt phố nó chật lắm. Mất tầng thì nhà ống thì mặt phố thì bắt buộc phải xây thế mới đủ ở chứ em. Chứ được 100m² thì phải xây tầng lên chứ. Nhưng mà mình có tuổi rồi cứ nhà cấp 4 như thế này là ở là sướng nhất. Sáng thì... Lúc làm là nó đã làm 2 tầng nhưng mà tôi không làm. Không cần đúng không ạ? Nhà rộng cái này chả cần vẽ tầng làm gì. Tôi bảo là chào mình dẫn đông. Lúc mưa, lúc rắn vào rồi hơi thấp, hơi vô và...
rồi mình chạy ra chạy vào nó nhờ chạy lên cát thì chạy nào được. Đấy. Chim bay vào còn không lọt được qua chỗ này, răm nó dày thế này mà. Thơm nhiều hoa này ông nhỉ. Cháu ơi. Sao nó đẹp thế, không biết để về trong xanh. Hoa nó nhiều đấy, đứng lên cao hoa nó nhiều thế nhỉ. Cái này là cứ rét là nó rộ hoa luôn này. Nó rét cái này nó như kiểu cây báo thời tiết mà. Thơm thế. Trung hoa này mê luôn nhỉ. Đấy, hôm nay chia sẻ một cây mộc rất là chuẩn luôn ấy, mộc ta hoa vàng. Giờ nó có cả dòng hoa mộc trắng đấy không ạ? Vâng, ở Phú Thọ nó có mộc trắng, đây mộc này, mộc của mình mộc chuẩn đấy. Gốc gác từ Hà Tây. Anh 40 nhá, thoát 30. Cốt rồi, ok, tiếp cái cảnh chào nhá, đăng ký ấn like cho mình nhá. Chia sẻ cho mình nhá, ok.